Hello hello, xin chào toàn thể quý vị khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng thành phố Bắc Cạn để theo dõi trận thi đấu thứ hai của ngày hôm nay giữa hai đội trẻ Vietinbank và câu lạc bộ trẻ Quảng Ninh. Hai đội đang tiến hành khởi động chuẩn bị vào sân để thi đấu. Yeah.
Đây là đang hai đội đang tiến hành khởi động lưới. Rồi Việt Tiên Banh là đội mang trang phục màu hồng bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Còn đội Quảng Ninh là đội mang trang phục màu đen bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Đây toàn là những các em sinh từ 2K4, 2K5, thậm chí có cả 2K6, 2K7, 2K8. Rất trẻ, tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Thank you.
tuyển thứ hai. Hai đội dừng bóng, khởi động, quay sân. Thank you.
chung vào chúng ta chỉ có lấy được xe, nhất là từ tường vào trên tường. Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi trận thi đấu bóng chuyền nữ trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022 giữa hai đội. Đã chuẩn bị sắp xếp ra quân đội hình ra sân để chuẩn bị vào sân thi đấu. Vậy ở set đấu đầu tiên của trận đấu này, đội Vietinbank thì sẽ là đội phát bóng trước. Tài đã coi trận đấu bắt đầu. Xuống. Rất cao tuy nhiên. Này của các cầu thủ Vietinbank, điểm đầu tiên cho các cầu thủ trẻ Quảng Ninh. 1-0. Quảng Ninh. Điểm 2-0 cho Quảng Ninh. Tiếp tục vào lưới số 1 của các cầu thủ Vietinbank. Điểm tiếp cho Quảng Ninh 3-0. Bắn tên nhé, không đi đâu nữa nhé. Nếu bắn tên nữa nhé, đi đâu đi mà đi tìm nữa đấy. Cái trẻ Vietinbank. Điểm Vietinbank 1-3. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Vietinbank. Điểm 2-3 cho Vietinbank. Và phạt bóng của số 4 Nguyễn Thị Huyền. Điểm 3 đều. Sau khi để các cô gái Quảng Ninh lên liên tiếp 3 điểm 3-0 thì các cô gái Vietinbank đã cắt điểm và san bằng tỷ số 3 đều. 8 lần.
lực cứu bóng của Lê Thị Hằng và Bùi Thị Huyền. Điểm cho Quảng Ninh 4-3. Điểm 5-3 cho Quảng Ninh. Điểm của Thu Phương. Điểm 4-5 cho Việt Tim Banh. Điểm 5 đều cho Việt Tim Banh. Bóng trong sân. Điểm cho Quảng Ninh 6-5. Điểm cho Quảng Ninh 7-5. Không ngoài đâu. Vậy là Việt Tim Banh xin tạm dừng hội ý. Điểm số hiện tại là 8-5 nghiêng về Quảng Ninh. Là hết thời gian hồi ý 30 giây, trận đấu tiếp tục. Quảng Ninh phát bóng. Đã tiếp phát bóng ra ngoài. Điểm cho Việt Tim Banh 6-8. Và phát bóng của Nguyễn Thị Vân. Thank you.
của Quảng Ninh điểm cho Vietinbank 7-8. Quảng Ninh. Điểm Quảng Ninh 97. Chào bế thưởng nhá. Sau trận đấu này là trận đấu nam giữa Thầy Công gặp Sanet Khánh Hòa. Bây giờ lúc vào 18 giờ. Bóng trong sân là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Hoa. Điểm 7-11 cho các cầu thủ. Rồi 11-7 cho Quảng Ninh. Ra nghĩ nhìn ở đội ra luôn. Vietinbank đánh bóng tốt, điểm Vietinbank 81. Và bóng sau vạch rất nỗ lực của số 9 một phía Quảng Ninh. Đó đáp trả của các cầu thủ Vietinbank. Lòng tay rất khéo của số 4 phía Vietinbank. Rồi số 4 của Vietinbank xử lý rất khéo một tình huống đánh bóng lòng tay. Điểm 10-11 cho Vietinbank. Quảng Ninh điểm 11 đều cho Vietinbank. Vậy là đội Quảng Ninh đã xin tạm dừng ý chiến thuật lần thứ nhất ở set điều thứ nhất này. Trận đấu tiếp tục. Vietinbank phát bóng. Là lối đánh bóng sau vạch chạm vạch của số 9 bên phía Quảng Ninh. Điểm Vietinbank 12-11. Nhưng mà
tốt của Việt Tim Bành. Điểm tiếp cho Việt Tim Bành 13-11. Việt Tim Anh lên một chuỗi điểm rất dài thì các cô gái Quảng Ninh đã cắt được chuỗi lên điểm, điểm 12-16. Điểm tiếp cho Quảng Ninh 13-16. Hai đội này đánh hai cái đội trận đầu tiên này. Quảng Ninh đánh bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Ninh 15-18.
của Lý Thị Thi. Như vậy là pha ghi điểm của số 11 Lý Anh Thư, điểm 16-20 cho Quảng Ninh. Điểm tiếp cho Quảng Ninh 17-20. Quảng Ninh 18-20. Ngay lập tức huấn luyện trưởng của Quảng Ninh đã Việt Tinh Banh đã xin tập dừng hồi ý lần thứ hai ở set thi đấu thứ nhất này. Chắc là đúng dân, đúng dân thôi được. Thứ ơi, cái danh đâu rồi? Điểm thuộc về Việt Tinh Banh 21-18. Điểm cho Quảng Ninh 19-21. Điểm của số 5 Mai Hoa. Điểm 20-22 cho Quảng Ninh. Nhanh được số 3 của Phạm Quỳnh. Điểm Việt Tinh Banh 23-20. Cho Việt Tinh Banh. Sắp bồi kết thúc set đấu thứ nhất cho Việt Tinh Banh. Là pha phạt bóng của Lê Thị Hằng, số 4 bên phía
Việt Tin Banh. Thành thủ tốt, cơ hội cho Việt Tin Banh. Thành thủ ở đây. Thành thủ của số 9. Đúng không? Thành thủ rất hay của các cô gái trẻ Quảng Ninh. Bóng lọt chắn mất rồi. Điểm 25-20. Kết thúc set thi đấu thứ nhất. Việt Tin Banh giành chiến thắng 25-20, qua đó đã vươn lên dẫn trước Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Mời quý khán giả tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi set thi đấu thứ hai, trận thi đấu giữa hai đội Quảng Ninh và Việt Tin Banh giải bóng truyền trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022 từ nhà thành phố thi đấu thành phố Bắc Cạn. Đây là set đấu thứ hai này, đội Quảng Ninh là đội ra bóng trước. Set đấu thứ hai đã bắt đầu. Hai trạng của Việt Tin Banh, điểm đầu tiên cho Quảng Ninh 1-0. Cho Quảng Ninh 2-0. Chào bạn Lương Cường nhá. Tối nay là trận 18 giờ mình phát nhá, giữa Thể Công gặp Sanet Khánh Hòa. Rồi là chuyền hai hơi thấp so với đà tấn công của số 3 Thu Hằng. Điểm 3-0 cho Quảng Ninh. Vậy là cũng giống như set đấu đầu tiên, đội Quảng Ninh dẫn trước 3-0. Đấy.
Quảng Ninh 4-0. Vietinbank xin đăng đường hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai, điểm số 4-0 nghiêng về Quảng Ninh. Hết thời gian đội 30 giây trận đấu tiếp tục. Quảng Ninh phát bóng. Rất tốt của các ngoại trẻ Quảng Ninh. Thành công của các ngoại trẻ Quảng Ninh, điểm 1-4 cho Vietinbank. Vừa là nỗ lực cứu bóng rất tuyệt vời của các ngoại trẻ Quảng Ninh. Tuy nhiên là lúc cuối cùng đã không được đưa bóng được qua lưới. Của Vietinbank, điểm Vietinbank 2-4. Điểm cho Vietinbank 3-5. Điểm cho Quảng Ninh 6-3. Rồi pha bóng là cầu thủ áo số 7 của phía Quảng Ninh. Trẻ Quảng Ninh để bóng rơi tự do. Điểm Vietinbank 5-6.
chuyển hai này về tiếp nhau. Điểm 6 đều cho Việt Tin Banh. Bắt được cái biến thái này thì kém. Trọng tài sẽ là một mối hai trận của trên hai bên phía. Các cô gái trẻ Quảng Ninh. Điểm 76 cho Việt Tin Banh. Vậy là lần đầu tiên ở set đấu thứ hai này Việt Tin Banh vươn lên dẫn trước Quảng Ninh. Lê Thu Hồng. Điểm 7 đều cho Quảng Ninh. Và phát bóng của số 11 Lý Anh Thư bên phía Quảng Ninh. Đây là do cái điểm sau đầu của Phạm Quỳnh. Điểm 87 cho Việt Tin Banh. Bình 97. Đó núi. Quảng Ninh. Điểm 98 cho Quảng Ninh. Và phạt bóng của Mai Hoa. Lần này thì đã có một pha bỏ nhỏ của Phạm Quỳnh. Điểm 19 cho Việt Tin Banh. Điểm cho Việt Tin Banh 11-8. Quảng Ninh đã xin được đội chấp thuận lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai.
Phạm Quỳnh. Đổi điểm cho Quảng Ninh 91. Của số 8 phía Quảng Ninh, bóng không có lưới. Đổi điểm cho Vietinbank 12-19, 12-9 các bạn. Điểm cho Quảng Ninh 10-12. Điểm 14-10 cho Vietinbank. Chào các con nhỏ. Đúng rồi. Mỗi người một năng khiếu chứ. Nhỏ là chết đồng đội. Tôi ăn điểm rất vui lành cho các cô gái Quảng Ninh, tuy nhiên em số 7 lại đánh bóng đi ra ngoài. Điểm 15-10 cho Vietinbank. Không. Bóng trong sân. Điểm 16-10 cho các cô gái. Ôi, chẳng đánh biết không ai mà. 16-10 cho Vietinbank. Chào Long Biển nhá. Một ảnh nét nhưng quay hơi xa. Ở chơi đánh bóng như thế nhá. Rồi đấy, Jim như vậy đi chưa bạn ơi. Rồi là pha ghi điểm của anh Tử. Điểm 11-16 cho Quảng Ninh. Trong sân đài xuất hiện bóng trong áo trắng của các cô gái Quảng Ninh. Điểm 17-11 cho Vietinbank. Chắn của Vietinbank ra ngoài. Điểm 12-17 cho Quảng Ninh. Ba của các cô gái Vietinbank. Điểm 18-12 cho Vietinbank.
Đội điểm cho Quảng Ninh 13-18. Điểm sau đầu của Nguyễn Phạm Quỳnh, điểm 19-13 cho Việt Tin Banh. Về được thì nhanh lắm, không nhận ra này. Lưới chạm lưới của Khánh Nguyên, đội điểm cho Quảng Ninh 14-19. Và bóng 2 điểm trực tiếp của Quảng Ninh, điểm Quảng Ninh 15-19. Và phạt bóng của số 9 Mai Hoa. Lần này thì Mai Hoa đã phạt bóng không qua lưới. Điểm 20-15 cho Việt Tin Banh. Vậy là Việt Tin Banh có sự thay đổi người, số 14 ra sân và 12 Kim Yến vào sân. Và ngay lập tức bên phía bên này đội Quảng Ninh xin tạm dừng ý chiến thuật lần thứ hai ở set đấu thứ hai. Đấu tiếp tục, bóng trong sân, rồi là các cô gái Quảng Ninh được bóng đi ra ngoài, nhưng bóng trong sân, tài hoàn toàn chính xác ở tình huống vừa rồi. Điểm cho Việt Tin Banh 21-15. Mãi ngoài mà. Em bật nước. Lưới chạm lưới của các cô gái Quảng Ninh, rồi là pha chạm lưới của Hồng Nguyễn Thị Thanh Lý, điểm 22-15 cho Việt Tin Banh. Đánh bóng nhanh không qua lưới của Việt Tin Banh. Đội điểm cho Quảng Ninh 16-22. Rất đáng tiếc Quảng Ninh phát bóng ra ngoài. Bóng của Thu Hà, điểm 23-16 cho Việt Tin Banh. Và
lối chạm lưới của Lê Thị Hằng. Điểm 24-16. Còi kết thúc set đấu thứ hai cho Việt Kim Bảnh. 8 điểm set còi cho Việt Kim Bảnh. 24-16. Một lối 25-16. Kết thúc set đấu thứ hai. Việt Kim Bảnh giành chiến thắng 25-16. Qua đó tạm vươn lên dẫn trước Quảng Ninh với tỷ số 2-0. Qua hai set đấu đầu tiên, mời quý vị các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi set thi đấu thứ ba của trận thi đấu ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi set thi đấu thứ ba giữa đội Việt Tim Banh và Quảng Ninh. Trong khuôn khổ giải vô địch thế giới trẻ câu lạc bộ quốc gia năm 2022. Vậy là điểm đầu tiên của set đấu thứ ba này cho Việt Tim Banh, 1-0. Quý vị quan xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Nỗ lực cứu bóng không thành công của các cô gái trẻ Quảng Ninh. Điểm 2-0 cho Việt Tim Banh. Một lỗi của Libero bên phía Than Quảng Ninh. Điểm 3-0 cho Việt Tim Banh. Điểm 4-0 cho Việt Tim Banh. Vậy là khởi đầu ở set thứ 3 này thì đội Việt Tim Banh đã vươn lên dẫn trước 4-0 trước các cô gái trẻ Quảng Ninh.
qua hai set đấu đầu tiên như đội Việt Tiên Banh đang dẫn trước Quảng Ninh 2-0. Của Việt Tiên Banh 5-0 cho Việt Tiên Banh. Không cho Việt Tiên Banh. Một pha dứt điểm rất gọn gàng, rất tuyệt vời nhanh chân lưới của số 8, số 18 Việt Tiên Banh. Điểm 7-0 cho Việt Tiên Banh. Đổi điểm cho Quảng Ninh 1-7. Đây là pha ghi điểm có phần may mắn của các quái trẻ Quảng Ninh. Bóng của các cô gái Quảng Ninh. Điểm Việt Tiên Banh 8-1. Của Lý Anh Thư. Điểm cho Việt Tiên Banh 9-1. Đặc biệt là 8 điểm cho các quái trẻ Việt Tiên Banh. Và cái điểm đánh bóng cuối sân của 11 cho Việt Tiên Banh. Lần này đến lượt các cô gái trẻ Việt Tiên Banh phát bóng không qua lưới. Đổi điểm cho Quảng Ninh 2-10. Điểm 11-2 cho Việt Tiên Banh. Và xử lý tốt của Mai Hoa.
điểm 31 cho Than Quảng Ninh. Điểm 12-3 cho Việt Tiên Bình. Điểm 13-3 cho Việt Tiên Bình, đặc biệt là 10 điểm cho Việt Tiên Bình. Vậy là đội Quảng Ninh đã xin tăng tư huy chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ 3. Trận đấu tiếp tục. Một một sáu rồi. Điểm tiếp cho Việt Tim Anh 14-3. Trẻ Quảng Ninh. Điểm 15-3 cho Việt Tiên Bình. Không chạm hàng chắn của Việt Tiên Bình. Điểm tiếp cho Việt Tiên Bình 16-3. Một cú bóng tốt của các gái Quảng Ninh. Là pha sau đầu của Nguyễn Phạm Quỳnh. Điểm 17-3 cho Việt Tiên Bình. Tay của Bùi Hoàng Yến, tuy nhiên là không qua được hàng chắn của các cô gái Quảng Ninh. Điểm 47 cho Quảng Ninh. Sau trận đấu này sẽ là trận thi đấu nam giữa hai đội Nam Thể Công gặp Sa Đéc Khánh Hòa. Hai đội có đội hình rất mạnh của giải năm nay. Để bóng rơi tự do. Điểm 18-4 cho Việt Tiên Bình.
ra ngoài của Vũ Hằng. Điểm cho Việt Tinh Bình 19-4, đặc biệt là 15 điểm cho Việt Tinh Bình. Đặc biệt quá lớn các bạn ạ. Quảng Ninh điểm 4-20-24 cho Việt Tinh Bình. Là pha xử lý lọc tay tốt của Mai Hoa. Điểm 5-20 cho Quảng Ninh. Điểm cho Quảng Ninh 6-20. Điểm 7-20 cho Quảng Ninh. Đây là pha chắn đôi thành công của Thu Hằng và Kim Hạnh. Điểm 8-20 cho Quảng Ninh. Điểm Quảng Ninh 9-20. Chắc tiếp khi Mạnh lại đánh bóng ra ngoài. Rồi một tình huống có thể là ghi điểm rất tốt cho các quái Quảng Ninh, tuy nhiên khi Mạnh lại đánh ra ngoài. Điểm cho Việt Tinh Bình 21-9. Điểm 22-9 cho Việt Tinh Bình. Điểm 10-23 cho Quảng Ninh.
vào vỏ nhỏ tốt của các cô gái Quảng Việt Tin Banh. Điểm 24-10 cho các cô gái Việt Tin Banh, như vậy là match point kết thúc trận đấu cho các cô gái trẻ Việt Tin Banh. Các cô gái Việt Tin Banh đã giành chiến thắng ở trận đấu này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thì các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Xem là chị cô đây đây đi đây này. Mình xin được kết thúc buổi loại tại đây. Sau trận đấu này sẽ là trận thi đấu giữa đội Thể Công gặp Sa Đéc Khánh Hòa. Các bạn chờ mình một chút, mình sẽ tắt like và vào lại nhé.